câu chuyện ẩn dụ về bốn bà vợ. Chuyện kể rằng, có một ông trưởng giả kia, sinh thời có bốn bà vợ. Bà vợ cả vốn được cha mẹ đôi bên hứa hẹn với nhau từ khi cả hai đứa nhỏ đều chưa ra đời. Sau này cả hai lớn lên, khi cha mẹ đôi bên tổ chức đám cưới cho đôi trẻ, cả hai đều chưa biết mặt nhau. Cho nên đôi vợ chồng trẻ sống chung mà không có sự cảm thông hiểu biết về nhau, chỉ như hai cái bóng bên nhau qua ngày. Người chồng không thèm biết đến sự có mặt của người vợ, lặng lẽ đi bên cuộc đời mình như một vật phụ thuộc trong sự âm u tối tăm của căn nhà cổ. Rồi người chồng ra ngoài đời làm ăn buôn bán dần dần khấm khá, ông ta bèn cưới thêm một bà vợ nữa. Từ khi có bà hai, trong nhà luôn luôn vui vẻ với tiếng cười rộn rã, rủng rẽn của bà. Ông trò chuyện, đùa giỡn, tối ngày cùng với bà hai đầu gối tay ấp, tưởng như mối tình gắn bó keo sơn, không có gì lay chuyển nổi. Thế nhưng lòng ham muốn của con người cũng giống như câu chuyện bó cỏ mà người xà ít dùng để dụ con ngựa, dương cổ giới về phía trước mà không bao giờ đạt được tới đích. Ông trưởng giả tối ngày đếm tiền nghe tiếng rủng rẽn mãi cũng thấy chán, bèn quyết định cưới thêm bà vợ nữa cho nhà cửa sầm uất vui vẻ. Thế là bà hai đành phải chia sẻ tình yêu của ông để mời bà ba uy nghi về nhà. Có bà ba rồi, ông mới thấy nếu chỉ quanh quẩn trong nhà thì cũng không có gì là thú vị, chẳng ai biết đến sự giàu có sang trọng của ông. Cho nên ông quyết định cưới thêm bà vợ thứ tư, một bà rất sang, mọi người nhìn thấy là tấm tắc ngợi khen sự cao sang của gia đình ông. Ngủ quên trên danh vọng, vinh hoa phú quý tràn ngập, giới tài kinh doanh và sự lạnh lùng tàn nhẫn trong thương trường, tiền bạc cuồn cuộn vào nhà ông như thác đổ. Ông say sưa trên men chiến thắng với danh hiệu là anh hai chi tiền trong những cuộc vui trà đình tử quán. Từ trên đỉnh cao của danh vọng và quyền thế, ông quên hẳn mặt trái của xã hội, cái mặt dằn trải đầy rẫy những hoàn cảnh khổ đau đói khát, cơm không có mà ăn, co ro trong manh áo rách cho qua đêm đông rét mướt. Rồi một ngày kia, ông ngã bệnh. Cái tâm hồn cạn tàu ráo máng ẩn trong cơ thể bệnh hoạn dầm về, kết quả tàn khốc của những cuộc vui suốt sáng trận cười thâu đêm đã mau chóng đưa ông tới ngưỡng cửa của tử thần. Trong giờ phút thiêng liêng gần đất xa trời, ông quyến luyến nhìn bà vợ thứ tư, tha thiết hỏi: "Ta sắp chết rồi, em là người ta thương yêu nhất, em có đi theo ta không?" Bà Tư nức nở: "Em thương chàng lắm, nhưng em không thể đi theo chàng sang bên kia thế giới, mà chỉ có thể theo chàng đến mộ mà thôi." Quay qua bà ba, ông hỏi: "Còn em thì sao? Ta rước em về đã lâu, ngày ngày đều chiêm ngưỡng, chăm sóc, o bế, tô điểm cho em đẹp đẽ dưới đời. Nay ta ra đi, em có đi theo ta không?" Bà ba nghẹn ngào: "Em không thể chết theo chàng, nhưng em sẽ tiễn chàng tới tận góc phố, cho đến khi quan tài của chàng khuất bóng." Thất vọng, ông thở dài hỏi bà hai: "Vợ chồng đầu gối tay ấp hàng bao nhiêu năm rồi, ngày đêm ta trân quý em, ta cất giữ em kỹ lưỡng, nay em có đi theo ta không?" Bà hai mếu máo: "Em sẽ tiễn chàng tới cửa, khi không còn trông thấy quan tài chàng nữa thì cũng là lúc chúng ta vĩnh biệt nhau." Ông trưởng giả nhắm mắt trong sự buồn rầu đau khổ. Một lúc sau, ông mở mắt nhìn về phía chân giường, nơi bà vợ cả vừa già vừa xấu của ông đang sụp sịch, hỏi nghe cho có lệ: "Còn bà, chắc bà quán tôi bỏ bê bà lắm, đâu thèm nghĩ tới chuyện đi theo tôi bước vào cõi chết." Nhưng thật là bất ngờ, bà vợ cả bị bỏ rơi của ông cất giọng bình thản: "Em đã cùng với chàng bước vào cuộc đời này từ khi chúng ta còn trong bụng mẹ, em sẽ đi theo chàng sang bên kia thế giới, tới tận những cuộc đời tiếp theo của chàng, mãi mãi, cho tới khi nào chàng tu hành thanh tịnh, hóa được bản tâm, giải thoát khỏi sinh tử luân hồi,
thì sự liên hệ của đôi ta mới chấm dứt. Trong câu chuyện ẩn dụ này, bà vợ thứ tư là danh vọng. Đối với nhiều người, cái danh vọng quan trọng nhất. Cả một cuộc đời bận bịu làm ăn, khi có tiền, dù là có nhiều tới đâu, người ta vẫn thấy là không đủ, phải có danh. Người ta cũng có thể dùng cả cuộc đời để cầu danh, dùng cả vốn liếng tiền bạc để mua danh. Ngay đến khi một anh du đảng cũng sẵn sàng phanh ngực ra, lãnh viên đạn để giữ cho được cái danh là anh hùng không sợ chết. Nhưng cái danh chỉ theo con người tới huyệt mộ. Người quá giảng được thân bằng quyến thuộc đọc cho một bài diễn văn ca ngợi những danh vọng tiếng tăm mà họ đạt được trong cuộc đời, đôi khi cũng tâng bốc quá lên để trả nợ hoặc lấy tình cảm với tăng gia. Rồi thì những nắm đất thi nhau bay xuống huyệt mộ, xóa dần hình bóng chiếc quan tài lộng lẫy bằng gỗ quý. Thế là hết, người chết chẳng còn được hưởng điều gì thiết thực. Bà vợ thứ ba là cái nhà. Cái nhà được ông chủ o bế sân quét, tu bổ trồng trọt dàn hoa cây cảnh, tường cao cổng lớn, cho thật uy nghi hùng vĩ, ai đi qua cũng tấm tắc khen ngợi. Thế nhưng khi quan tài ông quẹo vào góc phố, thì cũng là lúc ông và cái nhà vĩnh viễn xa nhau. Bà vợ thứ hai là tiền bạc. Suốt một đời bươn chải, tiếng rủng rẽn của những đồng tiền từ tay ông trôi vào ngăn tủ, rộn rã tưng bừng. Nay chỉ cùng ông nhìn thấy nhau trước khi quan tài của ông ra tới cửa mà thôi. Khi đám tang khuất sau cánh cửa là ông và tủ tiền đã ngàn đời xa cách nhau rồi. Tiền tài, nhà cửa, danh vọng đều sớm bỏ rơi ông. Chỉ còn lại bà vợ cả lẻo đẻo theo ông đến cuối cuộc đời, đến mãi tận bên kia thế giới, theo ông sang tới những kiếp khác trong tương lai. Bà vợ đó tượng trưng cho dòng nghiệp, là những điều tốt, điều xấu ông đã làm trong cuộc đời. Bạn thấy đó, đời sống nhiều tươi đẹp nhưng cũng chứa đựng rất nhiều bất trắc, vô thường. Nay hợp mai tan, không có gì là mãi mãi. Người ta dễ cuốn theo những hào nhoáng vật chất, lao vào kiếm tiền nhiều càng nhiều hơn, để rồi quên mất ta còn có gia đình, người thân, bạn bè, tâm linh và chính bản thân ta. Rất nhiều người hối tiếc, muốn sửa sai, muốn bắt đầu lại nhưng quá muộn, và chỉ thầm nói hai từ giá như và phút chót. Hãy xem nhà cao cửa rộng, tiền tài rủng rỉnh, danh lợi phù hoa là phương tiện tạo dựng hạnh phúc, chứ không phải là mục tiêu cuộc đời để bạn bán mạng đánh đổi. Khi ra đi không mang theo được gì, chỉ có lòng tốt và tội ác là sẽ theo bạn mà thôi. Hãy trân trọng những người đã giúp đỡ bạn, những điều đã đến trong cuộc đời bạn, dành thời gian chăm sóc bản thân, lắng nghe cuộc sống. Giúp đỡ người khác, tu dưỡng nội tâm. Tinh thần khoáng đạt, phong phú và sự tử tế đối với cuộc đời chính là phương thức để bạn được sống trọn vẹn, hạnh phúc trọn vẹn. Một tâm hồn tử tế, trong lành sẽ cho bạn tất cả. Tuệ Ngọc Dân Dân kính chúc quý thính giả một buổi tối ấm áp bên cạnh người thân. Đừng quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất. Xin tạm biệt.